Chào các bạn. Khi chúng ta muốn setting để bỏ cái chữ tekla texture ở phần góc dưới bên trái bản vẽ, nhiều khi các bạn dùng tekla các bạn không có muốn cho người ta biết là chúng ta dùng phần mềm tekla, thì các bạn sẽ vào Advanced Options, các bạn gọi chữ Products và các bạn để cái biến Product Identifier, các bạn để là False, thì gọi chữ False vào đấy, thì khi đó các bạn sẽ in, nó sẽ không hiện lên cái chữ tekla texture ở góc bên dưới bên trái bản vẽ nữa. Đấy. Thì đây là một cái cách để các bạn tắt lại đi. Đấy. Thế này có thể là chưa anh ấy, thì các bạn có thể select và preview lại bản vẽ một hai lần thì nó sẽ mất cái chữ tekla texture này đi. Cái logo của cái tên của cái phần mềm nó sẽ không còn nữa các bạn nhé. Đó.